Xin chào mọi người. Hôm nay em có nhận được một cái câu hỏi từ một bác khách hàng. Bác hỏi rằng là cái bộ Embot có thể chơi nhạc số được với phần mềm Rune hay không? Thì câu trả lời là Embot chơi được nhạc số với phần mềm Rune, và không những chơi được mà nó còn chơi rất là hay. Thì về cái phần mềm Rune và cái giải pháp chơi nhạc số với phần mềm Rune là gì? Thì trong video này em sẽ không thể hiện, và em sẽ trình bày trong những video về sau để cho mọi người, những người mà chưa biết được cái giải pháp chơi nhạc số với Rune này biết được rõ hơn. Trong video này em sẽ làm một cái clip quay hai hai bản nhạc test chơi Embot với cả Rune. Thì đây là giao diện của Rune này. Thì em sẽ chơi một bản nhạc để mọi người cùng nghe nhé. Bây giờ em sẽ test với một cái bản nhạc vocal. In the forest.
sẽ